Dạ rồi, xin thân ái kính chào cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiến trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của bà ngoại, vườn có nhà bà ngoại lên quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép phong cao cô chú anh chị ha. Phong mai tàn ghép cúc thọ hương cô chú anh chị, cúc hoa hồng thanh tú, cúc không nhị hoàng quốc long. Đó thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị mình ạ. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua ha. Nói chung là kênh em nói chung là cũng kênh nhà thôi, cũng phải là kênh chuyên nghiệp đi quay mướn quay thuê vậy, cho nên là nhiều khi là quay không có được như những cái kênh mà mình thuê. Nên là cô chú anh chị mình xem có gì thì cô chú anh chị mình góp ý giùm ha, rồi bên em sẽ cố gắng khắc phục và quay cho cô chú anh chị mình rõ ràng hơn nha. Rồi thì không làm mất thời gian nữa ha, đầu clip cho em xin một like đăng ký kênh để khi kênh quay video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo đó vào xem sớm nhất nha. Em mời gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào bà ngoại. Cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống ở trong nè, cũng thuận tiện. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương tình ủng hộ giùm rất là mong ơn nhiều, thật là nhiều nha. Rồi mình vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn rồi ha. Rồi cái đầu tiên. Rồi cái mã số 1M ha, mình quay lại nha cô chú anh chị, quay lại clip đầu tiên ha. Mã 1M. Đó, cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Đó, một cây cúc thọ hương ha. Cây này thì nói chung là tàn ngon, bo già, nút nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Đây, đó, nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị, cúc thọ hương ha. Ghép phong mai tàn. Củ đế nở vàng ươm. Rồi, ngoài đông sớm một con ngoài. Cây này hoành được 16. Rồi, hoành 16. Chiều cao là được 127. Rồi. Tán ngang là được 95. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 800 thôi. Hôm nay thì cũng có giảm giá nhưng cô chú và quý anh chị mình rồi, có 800 ngàn được cây xứng đáng đó, cô chú và quý anh chị mình. Rồi tiếp theo cây mã số 2M của chú anh chị ha. Rồi 2M cũng là một cây cúc thọ hương đó cô chú anh chị. Nút nụ nè cô chú anh chị mình ha. Căng tròn to luôn cô chú anh chị ha. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mỗi nhánh luôn cô chú anh chị ha. Đây nè, nhánh nào cũng có nụ hết cô chú anh chị. Rồi gốc có củ luôn cô chú anh chị ha. Nè nguyên cái củ đế dưới nè cô chú anh chị nè. Rồi ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 14. Rồi, hoành 14 nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 118. Rồi. Tán ngang là được 85. Rồi. Thì cây này trên dưới gì tàn cũng được ha cô chú và quý anh chị mình, nó cũng nhánh được tròn trịa mà nhiều nhánh. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây này là 700 thôi. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3M cô chú anh chị ha. Rồi 3M cũng là một cây cúc thọ hương đó cô chú anh chị ha. Cây này thì nói chung là nụ nè cô chú anh chị mình dòm giùm em nè. Nó rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nụ nha cô chú anh chị rất là nhiều ha. Hàng nụ này chuẩn Tết không nha cô chú anh chị nè. Đó, cây rất là nhiều nốt nụ ha. Còn cây dáng trực của chú anh chị ha, củ đế nở của chú anh chị. Bạn ôm luôn nè cô chú anh chị ha, nó nở ra đế nè cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đông sớm con nha. Cây này hoành được 18. Nụ mỏi mắt lá luôn cô chú anh chị. Dạ. Quanh 18 tháng cho chiều cao là được 129. Rồi. Tán ngang là được 85. Rồi. Cái này mình thì cái này thì theo là 1 triệu. Nhưng hôm nay thôi cũng giảm bớt cho cô chú và quý anh chị mình 50.000. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho 950 thôi. Rồi, đổi cây không ạ? Ừ. Rồi, tiếp theo cây mã số 4M là một cây cúc hoa hồng thanh tú của chú anh chị ha. Cây này mà mình nói chung mình lấy bo cũng rất là nhiều nha cô chú anh chị ha. Hoặc là mình chơi Tết thì cũng ok nè, nụ nè. Rất là nhiều nụ của chú anh chị ha.
Nói chung là cô chú anh chị mình miền Bắc miền Trung đó, mình sợ trời lạnh không nở, cô chú anh chị mình cứ lấy loại cúc thọ hương và cúc hoa hồng ha, tại vì cúc thọ hương cúc hoa hồng gì nó rất là dễ nở nha cô chú anh chị mình. Rồi ngoài đó không sớm con nha mày. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là 125. Rồi. Tán ngang là 113. Rồi. Cái này mình giao lưu nhiêu ngoại? Thì cái này mà theo lấy bo là cũng nhiều lắm, nhưng cô chú và quý anh chị mình mà tàn đồ sữa cũng là rất đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn. Cái này là 700 thôi, chứ theo lẽ 800 mà thương thì ủng hộ cho 700 thôi. Rồi, đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5M cô chú anh chị. Rồi, 5M là một cây cúc không nhị hoàng huyết long cô chú anh chị ha. Đó, hoàng huyết long Bình Tấn Phát cô chú anh chị ha. Này, ngọc nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Nè, hàng nụ nè, chơi Tết là ngon lành nha cô chú anh chị. Nụ cực kỳ nhiều luôn cô chú anh chị mình. Đó, nụ rất là nhiều ha. Rồi, củ đế nè cô chú anh chị. Có củ luôn ha. Rồi, ngoài đâu sớm con mày. Một bài. Rồi. Cái này hoành được 14. Chiều cao là 115. Rồi. Tán ngang là được 87. Rồi. Cái này mình giao lưu nhiêu ngoại? Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn ủng hộ cho cái này là 700 thôi. Rồi mình đổi cây nha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 6M của chú anh chị ha, là một cây cúc thọ hương ha. Cái này tàn cũng khá là ok nè cô chú anh chị mình. Đó, củ đế nè cô chú anh chị mình dòm giùm em nha. Đó, có củ luôn ha. Nút nụ thì rất là nhiều nha cô chú anh chị đây. Nè. Rồi. Rồi, đâu không sớm coi nha ngoại. Cái này quanh 13 rưỡi, tính 13. Rồi. Chiều cao là được 104. Tán ngang là được 87. Rồi. Thì cái này theo là 800. Nhưng hôm nay thôi cũng bớt cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này 750 thôi. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 7M cô chú anh chị mình. Là một cây cúc không nhị hoàng huyết long nha cô chú anh chị. Cây này tàn cũng gọi là khá luôn cô chú anh chị ha. Rất là lớn nè cô chú anh chị mình. Đây, củ nè. Đó, nguyên cái củ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, ngoài đó không sớm con nha. Cây này hoành được 16. Hoành 16 cô chú anh chị ha. Nụ khá là nhiều. Nụ rất là nhiều luôn chứ không phải khá nữa cô chú anh chị. Rất là nhiều luôn nha. Chiều cao là được 123. Rồi. Tán ngang là được 98. Rồi, cái này về giao lưu với dưới vậy. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn. Cái này là 1 triệu thôi. Rồi, đổi cây. Coi như hôm nay giá cây cũng dễ mua dễ bán đó cô chú và quý anh chị mình. Chứ cây này Tết là nhiều tiền lắm. Rồi, tiếp theo cây mã số 8M của chú anh chị ha. 8M là một cây cúc thọ hương ha. Bị nghiêng kìa. Rồi, cây này tàn khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Rồi, dán trực luôn cô chú anh chị, tàn thông ha, dán trực tàn thông, nốt nụ cực kỳ nhiều luôn cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm con ngoài. Cây này hoành được 20. Rồi. Chiều cao là 114. Tán ngang là được 85. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại?
Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà xem qua ủng hộ cho nhà vườn. Cái này là 700 thôi, coi như cây nào cũng có giảm giá hết, nhưng cô chú và quý anh chị mình rồi, nhìn đợi. Thấy cây là biết rồi ha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9M cô chú anh chị, là một cây thọ hương ha. Cây này tàn rất là lớn cô chú anh chị, phong cực kỳ cao, tàn cực kỳ lớn, gốc siêu lớn. Gốc nó nở vàng ẻo. Đó, củ đế gốc nở luôn cô chú anh chị ha. Rồi ngoài đó không sớm con không mày. Cây này hoành được 25. Rồi, những cây này là đều ghép được gần 2 mùa hết cô chú anh chị ha. Chiều cao làm sao đó tới. Đo không tới thì đo khúc đó ha ngoại. Rồi. Cái này chắc cỡ 1,5 m á. Rồi, cao 1,5 m đi ngoại. Chiều cao 1,5 thước. Rồi, tán ngang. Tại cái này đo không tới cô chú anh chị, còn một khúc khoảng tầm 30 xăng nữa cô chú anh chị. Tán ngang là 102. Rồi, cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cây này từ gốc lên tới ngọn rất là đẹp ha cô chú và quý anh chị mình, cũng khó có được một cây như vậy. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này là 1,5 triệu thôi. Dạ rồi. Cây rồi, xứng cây. Đáng đó cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi tiếp theo cây mã số 10M cũng là cây cuối clip bà ngoại giao lưu ngày hôm nay luôn nha cô chú anh chị mình. Cũng là một cây cúc thọ hương luôn ha. Đó. Cây tàn khá là ok luôn cô chú anh chị. Đó, củ đế nè, có đó, thân rất là ok luôn ha. Nốt nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tại vì á, nốt dài á, làm cái đợt này là mùa vô mùa Tết đó cô chú anh chị, nên là lá già nó sẽ rụng bớt cô chú anh chị ha, nên lá nó hơi thưa ha, chứ không tan nha cô chú anh chị. Rồi, ngoài đó không sớm coi ngoài. Đầu nào cũng được hết ha. Đầu nào cũng được, đầu kia lem quá không thấy đường. Cái này hoành 19,5. Rồi. Chiều cao là 105. Rồi. Tán ngang là 90. Rồi. Cái này mình giao lưu bao nhiêu ngoại? Thì cái này đúng ra là 700. Nhưng hôm nay thôi cũng giảm bớt cho cô chú và quý anh chị mình 50.000 đi. Nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 650 thôi. Rồi, cây này cuối clip luôn ha, ngoài chào hết giùm con. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình ở gần xa được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mà ngăn phát tài, mua may bán đắt. Thì sau đó cũng chúc cho cô chú và quý anh chị mình gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và đã ủng hộ cho ngoại trong các clip trước cũng như là clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào thì ủng hộ cho dụng của bà ngoại nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ạ.